Hello em và chào mừng em quay trở lại channel của mình. Mình là BOCG. Thì hôm nay chúng ta đã tiếp tục cùng nó với cái series mà BOCG đến thường và cùng lên đồ diễn với các bạn nào. Thì hôm nay mình nhận được yêu cầu đó là giết đi rừng. Thì mình quyết định xin làm trong ngày hôm nay luôn. Thì mình nghĩ là yêu cầu này rất hay và cũng rất bựa luôn anh em ơi. Và anh em nào thấy like và anh em nào thích thì hãy nhớ bấm like, share hộ mình nha anh em ơi. Hãy đăng ký và chia sẻ và hãy bấm like video này để ủng hộ mình ra những video khác tốt hơn và chất lượng hơn. Và đây là cái động lực khi mình làm video cho anh em xem. Đấy. Và những ai có ý kiến nào hay thì anh em cứ bình luận ở dưới, mình sẽ xem xét từng cái ý kiến nào dễ thì mình sẽ làm trước nha anh em ơi. Thì lúc đầu mình chơi thì hai thằng nội boss đã không giúp mình và mình đã phải đi rừng, phải nói là một mình rất là cực nhọc, phải nói là khổ vãi cả đái ra. Mà không sao, mọi chuyện đều có lúc khó khăn ban đầu mà còn sẽ vượt qua. Mà hôm nay mình sẽ chơi giết đi rừng mà lên phép, chứ mình cầm giết đi rừng lên đam luôn anh em, cho nó chắc chơi người dơi. Phải nói là một khi anh mày đã bựa thì thôi chứ ai chịu nổi đây. Đi rừng còn lên phép thì còn nghĩ là chuyện vui, nó đi rừng là phải lên đam quăng sắp hoặc lỡ lên. Có lẽ mình sẽ lên 100% crit hoặc là lên những món đồ có thể quăng gây đam. Thì nói chung là mình sẽ lên đam thôi. Anh em nào xem nó thích thì hãy nhớ like anh em ơi. Mình đã nhắc tận 2 lần trong vài phút gần đây. Thì đừng, anh em đừng để mình nhắc lại khi mình chưa like. Đó là cái like là một cái niềm động lực cho mình làm tiếp video. Vì mình nhìn thấy số like lớn thì mình biết là anh em ủng hộ mình rất nhiều. Nên là mình sẽ có hứng làm tiếp. Định lên gần top, lên gần đừng có biến về, đừng biến về, đúng rồi. Chú mà hiểu ý anh mày đấy. Nice, được đấy, ngon. Ok. Nó chưa thấy. Mẹ ơi. Chúi về đâu, chúi về đây, yeah. Mày chạy đâu. Hit and run. Mày là tóc biến nè. Tóc biến nè. Tóc biến mà. First block. Ủa, không phải first block nhưng mà ăn được là cũng ngon rồi. Một phê gân thành công từ BOCG. Lấy mảng top. Mặc dù đây là giết đi rừng nhưng mà cái khả năng gân của nó là phải nói là vẫn như cứt. Đây là do thằng Derek không có chịu chạy nên mình mới có thể giết được nó chứ gặp kiểu như mà chạy như Giê-xu thì thôi á. Đấng Giê-xu thì rượu bằng niềm tin rồi. Rồi có lẽ bên đây là không còn gì nữa rồi, mình về rồi. Mid thì mình chắc chắn là không gần được, khó, rất khó luôn, có thể nó khi con thằng mid mình luôn. Đấy, xin giờ mình mua lên đồ đam luôn. Anh em thấy thằng nào đi rừng mà cầm giết mà lên đồ đam chưa? Chính là BOCG đây. Một channel rất bựa khi làm về Liên Minh, cả lối lên đồ và cả cái phong cách chơi rất bận bựa. Đấy, ở dưới boss thì Annie đi support có thể rất mạnh. Mấy hai thằng nội boss mình có lẽ mình sẽ không gân nó nữa khi nó rất xanh mình xuống mình viết mạng thôi, chứ mình sẽ không gân nó tại vì hang nùi đó. Mẹ lúc đầu nó không có giúp mình là mình thọt vãi cái đá ra, nhưng mà sẽ xem xét có thể sẽ gân nó thôi. Nên nó đang đẩy keo quá, gân rất là khó. Ôi top anh ơi, bình tĩnh anh ơi, mới găng mạng xong giờ anh ngã vãi đá anh ơi. Bình tĩnh, nó level 6 trước kìa. Mày cứ sồn sồn lên cả thế nha. Ui, có trừng phạt. Ok. Mặc dù hơi lên đồ đam nhưng mà skill này nó vẫn là phép nên quăng rất thốn luôn. Mình sẽ găng top tiếp. Chúi thôi, xin dây. Ủa, hãy. Mày nè, có vẻ là sinh viên này để được cập nhật phiên bản mới và sửa lại là thành sinh viên mới rồi. Mình còn chưa kịp đọc bản cập nhật nữa, nhưng mà đây là sinh viên mới. Mình thấy anh ta vừa, có vẻ là vừa dùng W của mình. Đấy, mình chắc chắn đây là sinh viên mới rồi, mình nhìn khá là quen. Có lẽ mình sẽ quay tiếp trận sinh viên nó xong cái trận này. Thêm tí thôi, thọt quá. Big fan. Mình phải mít tí nha bạn ơi. Bạn đừng có chắc bóc gì mình. Chấm hỏi cái gì? Cái gì mày? Ok, mình học con xe nhưng mà lên level 6 được là mình mừng rồi, không sao. Oh yeah. Giết đi rừng farm hơn sinh gieo tận 10 con. Vãi cái đái, 12 con nhá. Mẹ mạnh VL. Ok. Mua máu rồi. Con này đi rừng không có máu thì oh shit. Có lẽ Tarek có lẽ bị bắt bởi Tarek. Tarek có lẽ bị bắt để xin dê và cái dây si như mù. Tarek support 02 và chửi mid mình mù.
Ủa xong. Ôi tem tôi. Mấy anh ơi, mấy anh đánh phải nói là vậy shit tuyệt. Lên 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 lên. Ồ biến về biến về. Biến về đúng lắm cô ơi. Em ơi, cái này thì chạy đi đâu. Xúc nó xúc nó. Ở đâu ở nó đâu. Đây đây đây. Rồi có blue. Mày cướp blue của bố mày thì mày xác định mày chết đi con trai à. Mẹ mày. Lên ơi em ơi. Mấy gà mà không lên rồi. Mày chôn đâu à. Mày chôn đâu à. Thôi chạy 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 chạy. Nó bắn sắp bật lờ ngay. Mấy mít mù mẹ rồi. Mít nó mù rồi. Mít nó mù cờ mờ nờ rờ luôn. Vãi giấy. Binh găng vậy mà còn không lên nó thôi tôi quỳ. Có chuối có chuối có chuối. Có chuối. Một phải solo kiếm từ Derek bên mình. Có vẻ anh ấy đã ăn được nhờ cái trụ. Rất hơn về may mắn. Đúng là hay không bằng hơn em ơi. Mày. 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 Mày nè. Solo mày. Lên đây đó men. Tao lên đây đó. Mày bắn thường. Hổ bố. Mày cá nào. Ok. Bây giờ nhà mình đã lên được cái phù phép chiến binh này. Đấy là khoảng 110 đêm. Mình nghĩ gì đó. 134 đêm luôn. Wow. Và những ai chưa xem video này và chưa like thì anh em hãy bấm dừng video lại và kêu xuống like trước khi tiếp tục xem tiếp video nha. Đây là cách ủng hộ mình thiết thực nhất và cả các click quảng cáo nữa. Anh em có thể click quảng cáo để ủng hộ mình thêm kinh phí để mình làm những cái thử thách đời sống. Nếu mình đủ kinh phí thì mình sẽ làm. Còn bây giờ thì vẫn chưa đủ, mong anh em thông cảm nha. Nếu anh em nào muốn ủng hộ mình thì cứ like và share và đăng ký. Và nếu có thể thì hãy bấm vào quảng cáo được rồi. Đó là cách ủng hộ mình. Rồi, mày nè. Đem rất mạnh rồi. Ôi thằng nó kìa. Mình farm hơn thằng xin giao nó tận 20 con luôn. Phải lòi thật. Hay. Có rồi đây, có rồi cái S nè. Có rồi đây cái S nè. Rồi farm 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 đẩy. Đẩy quá nhanh, đẩy quá nhanh. Dây xin nó chưa lên. Dây xin nó chưa lên em ơi. Oh yeah. Oh yeah. Mình sẽ đứng đây đợi thằng dây xin nó ra thì mình chạy luôn. Mê mê mê. Nơi nơi nơi. Thầy em anh ơi. Anh ơi. Pum 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 chết mày ơi. Về. Yeah. JC còn ủa JC chú JC. Gọi lên vào chính luôn hả. Gắt thế. Ôi. Ôi thằng này nó biến về khôn vãi đái luôn. Không nó tin được mình tưởng nó đứng nó biến về luôn chứ ai ngờ nó chạy về trụ. Khúc nữa nó biến về là mất cái R. Mình định quăng R tóc biến ra xong rồi quy trừng phạt đánh thường nó chết luôn mà. Ở đây là làm hỏng cái combo của mình mất rồi. Đậu xanh. Unbelievable. Có lẽ Torres đã giận Vayne rồi. Anh ấy bị Vayne chửi sắp bật lờ nên giờ đã giận mẹ rồi. Tem ăn rồng rồi. Ăn rồng rồi. Giờ sau đây tem cắm bát kìa. Bố mà ra đây, bố mà ra đây. Thợ có chuối nha. Đồ băng cái quy hụt rồi. Sao mày? Bố mày đánh thường tới chết luôn không cần skill. Đây là cái lợi thế mà khi anh em chơi Ủa cái gì đây? Mày. Mày. Tóc biêu. Oh shit. Bắn nó. Bắn nó. Ôi xém bị giết chết luôn kìa. Để thằng JC nó bắn thường một cái nữa thôi. Lẹ chết. Oh. Wow. Một phe bắn R phải nói là trên cái tuyệt vời của Ash bên kia. Wow. Bắn xuyên cả bản đồ, bắn xuyên cả map, bắn xuyên cả thế giới. Mẹ ghê vãi đái. Mình sẽ lên tiếp tục cái là cái giao điện chăng. Để mình lấy cái tóc đánh và kẻ cái chí mạng nữa. Nãy JC nó mạnh vào đờ luôn, tóc biến không kịp anh em mà thề luôn á. Này làm fan tiếp thôi, có vẻ mình đang rất là ok, không thọt cũng không quá là xanh. Vãi đái. Mình sẽ tiếp tục fan, không hiểu sao Tarik nó chạy lên đây nó chơi luôn rồi. Có vẻ là thanh niên đã giận Vayne một khoảng thời gian rất lâu. Ôi cái quy. Vayne thì ôi cái quy nữa, mê không có tin được. Đấy. Mày nè.
mày nè, đem của mình nói là phải là vải đái quá rồi. Rồi làm phèm rồi, không ai phèm top thì bố mày phèm giùm thôi. Derot nó đã FK rồi, what the fuck. Ui, bây giờ mới để ý nha, Derot nó FK rồi man. Wow, wow, xong commander. Ủa nó vô lại rồi, tụi nó FK là tên mình là bóp shit tại không có tăng. Có vẻ top nó đang ở dưới rồi, mình sẽ ăn cái chỗ này he he. Để rất có tele rồi, xem tele đi man, tele đi chứ, tele lên ăn cái chỗ này chứ, chứ ông để cái tele này mới buồn gì em ơi. Rồi xong, dây sức đang rất xanh luôn, 7-1 đồ sát lực đang được hoàn thành rồi, rất ghê. Rồi ăn chỗ, ăn chỗ này em ơi, ăn chỗ à, mình có đúp, mình có đúp đấy. Đây là mình mới tăng có một điểm đúp thôi, nhưng mà cái nội tạng của nó đã bị chủ rất là kinh rồi. Nãy mình biết mình tăng mất đúp rồi, vì đi rừng cần cover để ăn trụ mà. Nãy mình lại tăng mất quy, khá là ngu. Mình lên đây mà tăng mất quy mấy. Đây mình sẽ núp đây, mình đợi mình ăn blue. Blue nó gần hồi rồi, cỡ 5 giây nữa. 1 2 3 4 5 Đấy, tính thời gian phải nói là như Faker. Để bố mày cái blue này này. Này mày, sao mày? Kê ít à? Mày kê ít cho thằng rừng à? Mày bị điên à? Mày bị điên à? Mày kê ít với thằng rừng man. Mày nó bị điên rồi. Rồi mày sẽ lên là tiếp tục cái giao điện. Gần lên được rồi em ơi. Tập phe băng chủ anh từ Torres à? Anh từ Inni và Jesse đã giết được mạng của Torres rồi. Jesse có vẻ đang cần tem cả thế giới. Cần cả thế giới này cùng với đó là Derek. Ôi, Ash và Andy cũng rất là xanh, nhưng team mình phải nói là như cức luôn. Team mình phải nói là rất thọ luôn rồi, không nào xanh cả, chỉ trừ thằng rừng này ra. Giết đi rừng mà đang cần team, thật sự là không có tin được team mình. Team nát quá team ơi. Ok, tao AFK. Tình niên đánh bắt Vayne, không là Vayne ức chế vãi cái đái rồi. Cảm ơn luôn. Team mình thọt quá, mình xanh cũng được chút. Bây chủ à, mày bây chủ à, mày điên à, mày điên à, tao lên đem đó, mày solo mày, solo mày, cái rờ nó còn chưa kịp xuống thì nó đã bốc hơi rồi. Đây, sức mạnh của dít lên đem mà mắc crit đây. Mê, này thì nhơn này, này thì léo này. Rồi mình đã farm phải nói là phút 16 mà farm được tận 100 con. Đây là giết đi rừng anh em ơi. Và cái lên đam nữa. À, kinh thật chứ. Không ngờ là mình có thể cầm con này đi rừng mà lên đam mà xanh được tới vậy. Và anh em này chưa like thì nhớ bấm like nha. Hãy đăng ký kênh mình và hãy chia sẻ hộ mình cái video này để mọi người cùng biết mình. Và những ai chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh mình. Và những ai muốn ủng hộ mình thêm nữa thì hãy click quảng cáo nó có hiện. Click quảng cáo thì có thể thực hiện trên máy tính và cái điện thoại đó có hiện. Đấy, mình sẽ đẩy chủ bot này, có vẻ là Vayne vẫn chưa được chạm vào cái chủ bot này lần nào, có vẻ là nó đang rất là nhiều máu. Đấy, mình sẽ bê chủ giết lên đam mà quăng chủ với nó là như ta, như quăng giấy rồi, nó giấy phải đái luôn. Đấy, có đúp nha, có đúp nha, có đúp là chủ một phát nha. Chủ tuổi tôm nè, ăn ngay. Mình đã giúp team B được tận 2 cái trụ. Yes, mình thấy mình rất là mạnh rồi. Rồi, hết mana rồi. Giết đi rừng lên đam thì chủ yếu là nó không có mana xài. Mày lên đam thì cần nhiều mana. Đánh thường để chết luôn cần nhiều mana mày. Mana mày. Chúng mày cứ đẩy trụ đi, tao cũng đẩy thôi, xem nào đẩy nhanh hơn nào. Cho 5 đứa mà đẩy cùng một lane ấy, 4 mà đẩy một lane thôi. Ok. Yeah, yeah, yeah. Ăn chủ B, ăn chủ B, ăn chủ B. Đậu mé hết quái. Về. Tem nó có vẻ đang xuống mà, tem nó đang xuống mà anh em ơi. Anh em ơi. Tem nó đang xuống mà nên sao, thấy nguy hiểm quá. Ủa quăng cái quỷ đăng con xiên cũng hụt nữa. Thế cạn lời thật. Rồi đây có trụ nha, có trụ nha. Chắc chắn lần này là ăn được trụ nè. Ăn được trụ nè, hai cái trụ liên tục ở dưới bot. Đẩy thành công rồi, giờ còn chủ B rồi. Ủa tên nó ăn rồng rồi.
Rồi xong mình phải biến về ngay lập tức, mình phải biến về ngay lập tức thôi. Thôi là tay nó xuống bắc, JC đang chạy xuống đây nè. Oh shit, oh shit. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, oh man, oh man. Rồi xong chết luôn. Mà không sao, mình đã ăn được hai cái trụ liên tục. Anh nói là rất lời khi mình bỏ lại một mạng mà ăn được hai cái trụ tiền về. Và cái lượng tầm nhìn rất là sáng, sáng chó khi mình ăn được hai cái trụ đó. Rồi tốc đánh là 1.38 tốc đánh và cầu đích là 30%. Derek đang cố gắng công bê, anh ấy còn rồi. Một FR đang mạng, một FR lại của Derek bên kia. Phe Q2 đó hồi mốt rất đau luôn. Derek chỉ rồi nhưng không kịp một phe. Anh nói là rất xui. Nếu anh ấy có thể câu được thêm xíu nữa thì có lẽ là có chiếc bộ kill à. IOS sát lửa đang cầu đầu hàng sớm. Mẹ fit 05 vào đầu hàng. Cạn lờ cái thằng này. Đang gánh team như thế này mà đang thể hiện cái trình độ phải nói là dứt đi rừng bá đạo nhất quả đất. Chất chơi người dơ người ta đây gọi là phong cách, không thể bàn cãi được rồi. Tè dè hè dè mẹ 315 mấy bắn anti kinh vãi đái luôn. Mấy thề luôn, thằng đó bắn anti như lỗi á. Rồi mình sẽ lên top mình farm hộ bạn vài con. Ấy chuối top này không biết phải chuối hay không mà thấy nó rất là lực rồi, nó lên sát lực kìa. Nhìn lên sát lực là biết lực rồi, không cần phải bàn cãi về cái lộ lực này nữa. Mày solo mày không biết nữa. Mày sao ăn liền mày. Nhường này cầu đích phải nói là 30% thôi nhưng mà quăng cái nào là phải đó cú phát đó thấm vai đây. Binh cái về bổ mà con tem lên đây đấy. Hoặc thật sự là con nào lên cầu đích thì mình thấy con đó nó cũng mạnh. Ui mày biến ra cho bố mày. Úi dồi ôi, cảm ơn Torres nha, mày đã cứu tao một pha man. Có thằng mình đã mạnh rồi, có thằng Torres đã đi chung với cover mình nữa thì thôi là hổ mặt thêm cánh cho mình rồi luôn. Ok đẩy mít nào, bắn nó rồi xong bị bắt rồi. Ông nội Vene này đánh phải nói là ngáo vờ đờ luôn. Ui né tụi con tôm bắn được bố mày. Có chuối. Mày đi đâu? Double kill không rồi. Thằng cây máy nó kẽ rồi. Bắt thì ôi. Chạy về thôi. Có quá dưới boss thì ăn thôi. Đấy, để tôi này. Để tôi. Đừng manh động. Không hết ba con. Không thể tin được. Mình đi rừng mà mình farm phải nói là gần bằng tham luôn rồi. Kinh thật chứ. Mình không có tin được. Có dưới bò qua dưới bò nữa. Phút thứ 21 mà cầm dít đi rừng mà farm được 170 con. Farm gì ghê chứ bay. Mình không tin được đây mình farm được như gì luôn anh em. Kinh thật. Mình giờ W của mình là sẽ phá trụ dưới 35% máu. Thì đánh trụ còn nửa cây xong đánh thêm xíu nữa là có thể bê được cái trụ đó rất là ngon lành rồi. Ok mình sẽ đi farm tiếp. Mình phải giữ vững cái chỉ số farm này, nó rất là tuyệt vời. Một pha tốc biến lên kiểu của Derek. JC bay lên đập nhưng mà cái bắn E từ Vayne không thành công rồi. Derek đừng có ngắn cover nhưng mà sát lực thì cả hai đứa đều lên thì Vayne nói là như con mồi biết bở cho những đàn hổ dưới đó. Đợi bố mày ăn rừng cái nào mấy combat đâu hoài vậy man. Quăng thì con này thì quăng thì phải nói là cái tầm đánh phải nói là vãi xích luôn á. Không lên quăng được. Mày đấy ăn quá. Ôi một que. Mày lên đây. Sao mày? Một phát kéo rất hay luôn. Bay vào combo. Ê, xong cờ MNR. Không được cover bắn rồi. Rồi xong. Tem có mình là gánh tem nhưng mà tem nó bắt mình trước thì cũng nói là thôi thua rồi. Lên cái cung. Anh em nào đã thấy dít mà lên cùng bao giờ chưa? Đây là cái chính là lần đầu tiên mình thấy dít lên cùng. Chính là mình lên luôn. Mình tự lên mình tự thấy luôn á. Éo nào lên để cho mình thấy á. Rồi lộn lên bắn. Một pha quy để tình thì chiến binh vàng. Hồi máu bắn đất đâu nhưng cứu hụt mới từ đây đất tên mình rồi. Bắn e quy liên tục nhưng mà tóc biến lên để trúng. What the fuck man. Rồi xong. Về đi.
ăn được mày được rồi, đừng có rượt nữa, đừng tham quá, tham thì tham. Rồi xong rồi, rồi anh ơi, nice, có mạng đó, thấy có mạng không? Ok, team mình đang xanh dần đều, Vane từ 2.3 2.5 sao lên được 7.7 rồi. Giờ có Torres và cái Kame cover cho Vane bắn thì thôi là Vane có xong chơi rồi, nhưng mà mình có vẻ là không được như thế. Phải không ơi? Mít là của tao, rừng là của tao, boss cũng là của bố mày luôn. Tất cả đều là của tao. rồng dẫn tí, dẫn tí. Rồng đi mày. Không rồng thì đừng ăn rồng. Đừng có bắt nó nữa. Ăn rồng trước rồi muốn làm gì làm men. Rồi lại xong, lại ngáo rồi. Vậy nè, lên giúp team combat xong rồi. Ăn rồng. Rồi xong bóp mình luôn rồi. Fuck thiệt, anh em thấy chưa? Mình thật sự là mình không có tin tưởng được mấy thằng này rồi. Lần sau mình thề là mình sẽ đi riêng. Nếu mà nó combat thì mình sẽ đợi về lúc cuối mình combat thôi, chứ thằng mấy thằng này nguy hiểm quá, không có tin tưởng được. Nó bóp mình tận 2 lần rồi. Chạy đi. Là một pha rất xanh luôn, nhưng mà giờ phải nói là yếu vải đái luôn rồi. Nãy 5-1 hay 6-1, bây giờ 6-4. Rồi xong, đứng chờ chết luôn, sao nữa. Thằng Torres nó bóp quá anh em, thật sự luôn á. Nãy team đang ăn mà tự nhiên nó lên nó combat pha bóp vải đái. Thằng Torres bóp quá. Rồi tốt quá, đang đẩy rất cao luôn. Có lẽ là Darius sẽ về, biến về đợt thủ đợt lính này. Ở đây thì có 3 đứa, nhưng mà chắc lẽ sẽ đếp được thôi. Team mình 4 đứa luôn mà, 5 đứa luôn. Mẹ sợ gì. Xúc nó. Chạy cái quần. Mày đang ăn blue của tao à? Mày đang ăn blue của tao à? Ui, ngu, tự nhiên bay vô xong mất cái tóc biến trời vậy. Nãy sao hộ có chuối không? Nhiều trái quá, biết hái trái nào đây? Kéo lại mê. Yếu phải đái nè. Ơi thằng này bị điên à. Tự nhiên đang chạy thành công ngon lành, quay lại xong rồi chết trời. What the fuck. Ôi mất hồn. Đấy, team mình đang gỡ gạt lại những thứ để móc. Này bắn e nè. Lên đây mày. Né liền. Tuôn liền. Tui tôm à. Bắn solo không mày? AD. Nghe nói mày mạnh lắm mà. Mày nè, có mạng hỗ trợ cũng khá là ok. Nơi về nơi. Lại ngáo rồi, không cứu được rồi. Phải đây thì cứu bằng niềm tin rồi. Thanh niên vô ngáo quá, tưởng mình mạnh lắm sao, lên ma vũ. Mẹ cạn lời. Thanh niên này chơi Derek lên tóc đánh nè. Về rồi. Build đồ mới à. Bắn trụ đi, đúng rồi. Để ta ăn trụ, đúng rồi. Ta chỉ cần như vậy thôi. Ta chỉ cần mày bắn rồi tao quăng đúp cho tao ăn trụ thôi. Đấy, rất là easy để ăn được một cái trụ. Nhờ tên cover để ăn. Mình là phút 27 đi rừng mày cầm dít à, farm được tận 220 mấy con. Vẫn không có tin được. Xin lên cái này để lấy đam. Để lấy cái mana nữa. Rất là thiếu thốn mana khi không có blue trong người. Có 1000 mana thôi. Mấy có 1000 mana à, ít quá. Thằng mít mình có 1003 mà đi rồi mình đã 1000 mana rồi. Quá trời ơi. Đấy, để tao. Mày ăn là tao đấm sắp mặt lờ luôn con. Rồi. Vẫn không thấy mắt từ Torres, anh ấy lại lên mắt tăng. Mình đi rồi mình tự cắm mắt, mình tự chơi luôn, nhưng nào cắm mắt cho mình nữa đâu. Khổ thật chứ. Mình sẽ nhường thằng top, mình sẽ nhường cho thằng top farm vì cái vẻ đó đang rất là thọt. Còn mình xanh rồi, mình nhường lên team farm thôi. Đấy, chơi phải có tính đồng đội á. Sủ tí ngay. Ôi biết nào, giờ mình chỉ cần Torres hoặc Kame đó cover mình là mình bắn hết cả thế giới. Mà nay có vẻ rất là ngáo nên bỏ cờ mờ nó đi. Rồi tôi kéo lại. Xìa. Ui.
Mẹ, kiểu gì cũng mục nữa. Ôi là bắt mình ơi, là bắt mình ơi. Về đường này mày thả âm điện cho mày bóp tao à. Mày thả âm điện cho mày tính bóp tao à. Tao đâu ngu. Chơi dít DAD thấy đẹp trai vãi đái rồi. Mày, mày sao mày? Lên đây cho bố bảo không? Mình đã lên được 80% cờ đích rồi. Có vẻ là, ôi có chuối này. Mình là sẽ lấy Annie đó đâu. Mình có R nè. Mày không thấy thằng Annie đâu chứ. Chạy. Còn kéo lại nữa, quỳ được chứ. Rồi xong. Xong rồi. Này này, Annie này, Annie này. Annie nữa nè, có mạng này. Ôi, biến ra mày. Rụt rụt rụt. Rụt rụt cái quần, rụt cái quần. Rồi xong, chết rồi, thua rồi. Vậy là team mà phải nói là nát như trái nát rồi. Bùm, nửa cây đi tông. Cái mày cố gắng đép nhưng mà lên mid mà lên được phút thứ 30 lên được cái hai món này thì đánh ai? Đánh máy à? RW cũng hụt nữa, gây xíu quyết định băng trụ nhưng mà trụ băng rất thắng, quyết định lùi rồi. Tadex hồi sinh nhưng mà vẫn đang đứng trong nhà thủ dâm. Mẹ. Thằng Tadex nãy cho nó sao á. Không có tin được vật là thằng JC. Sẽ ép anh em ơi. Cái này gánh không nổi rồi, mấy mày này nó ngáo quá. Anh em thấy rồi, rồi, mấy DAD mà ổng rồi. DAD á, ui. Nhưng mà có cố gắng. DAD mà phải nói là ngáo như điên top thôi. Mày lên Vayne lên tăng mẹ đi chứ chơi AD là méo gì nữa. Rồi mình xuống bóng bàn farm. Mình đã đẩy chủ hết thời gian chủ ngồi nhưng mà team vẫn thua, không có tin được một phát solo kill. Ui, thông sinh giao thông rất thấm luôn nhưng mà không có rồi từ Derek. Derek chỉ rồi ăn mày thành công. Nhưng mà bỏ đi. Ba farm thôi. Còn ba đây này mà chạy đi. Team nó phải nói là lực rất lực luôn rồi. Mình sẽ ăn rồng lửa này. Rồng lửa không ăn thì phải ủi. Mày sao mày? Một quăng, hai quăng. Holy shit. Cái éo gì vậy? Cái éo gì vậy? Mình tưởng mình mạnh lắm chứ. Thằng này nó đi support mà ta. Thằng đó nó đi support mà tại sao lại combo một cái chết ngay thế này thì sao mà chơi đây? Mình đi rừng mà. Meo. Meo 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 meo. Rồi xong luôn rồi, giờ mình solo thua thằng support đó sao mà chơi? Đó là con đường cầm dít đi rừng là 100% crit có vẻ khá là khó khăn này. Con này là chỉ có được sẽ skill xe thôi chứ tầm đánh của nó phải nói là rất là gần luôn á, không bắn được ai hết. Mà bắn được thì phải vô tận cái tầm đánh của nó rồi. Nãy Andy vô, mình vô mình đánh thường lắm về trúng cái tầm combo của nó thì chết thôi. Xúc nó, bắn nó. Hay. Phải đó, Andy còn tì nó combo chết thằng bên này á, thề luôn. Rồi mọi anh em ơi. Bên này có vẻ là đang gánh trận này nhưng mà gánh về ai thì chưa biết. Có vẻ là sẽ gánh team mình hoặc là gánh team nó tùy theo cái độ ngu của nó thể hiện vào lúc combat. Cha ma vẫn đi lẻ. Ồ ăn rồng luôn rồi. Đó đó, ngáo rồi, nó bắt đầu ngáo rồi đó. Chưa gì mà nó bắt đầu ngáo rồi đó. Đẩy boss lên anh em ơi, đẩy mid nữa. Có vẻ là team mình, team nó không ai muốn ăn Baron cả. Ăn Baron và giờ phút này có vẻ là một quyết định khá là ngu ngốc. Đấy, lên combat rồi, thấy là combat rồi, nhưng mà không ai dám đánh kìa. Tarik bóp tem liên tục thì ai dám bay vào đây. Anh em ơi, đâu rồi, tem đâu rồi, tem nó có vẻ đang ăn Baron rồi, không thấy tem nó đâu kìa. Rồi rồi, vay nè. Ê, cứu nó. Này, JC này nó đánh hay vãi đá luôn, 18-5. Ui. Ui ơi. Đẩy top anh em ơi, lộn, đẩy mít anh em ơi. Chúng mày cứ combat đi, bố mày đẩy đâu rồi. Mẹ. Về, thằng đó có vẻ là một combo mình chết đó. Nhìn nó thì biết sợ rồi. Biết hồi, ăn cua nhanh. Ừ, ăn con cua không nổi luôn, mẹ yếu vậy đái luôn. Ý, nè, nó bắn anti chắc luôn. Oh shit. Tem nó vô quẩy tem mình luôn rồi. Ok, một đổi một. Mình có vẻ rất là ngáo phê đó, chạy đường ngu vờ đờ luôn. Chết, tao phải nói là ba mạng liên tục trong vài phút gần đây. Không làm được gì hết. Mình farm thì vẫn ok nhưng mà phải nói là combat như cứt. Tourette lại chôn rồi, Tourette lại đứng yên rồi. Câu vợ đây bắn đi, kéo thành công, mày đây là bắn tiếp tục bắn né quy.
lộ bắn Annie rất đau luôn. Shinji bay vào thông nhưng mà không có chết. Ủa, thiêu đốt chết kìa, máy xui vậy bay. Rồi camera rồi, bút dép đâu, bút dép đâu, mấy nó tự bút cho nó luôn rồi. Rồi cạn lời, tưởng một phải cứu đồng đội rất là 200 EQ nhưng mà nó tự bút dép cho nó quỳ. Rồi xong, JC quý vị đang gánh team một mình, cân cả team EQ phải nói là nửa cây bay chúng ơi, mất nửa cây luôn á, cho nó trúng đi mày ấy, nửa cây ngay. Sao biến vào, biến vào mày, đánh thường, đánh thường nào. Solo, mày solo, mày solo, mày solo mày. Có đẹp, trận này không nên dây dưa cả đây, đừng có làm tốn thời gian. Trận này chắc chắn là sẽ thua rồi, chưa chắc sẽ thua nhưng mà có cảm giác là nó sẽ thua. Lại không rồi, không on. Vayne vẫn đang tiếp tục cái thể hiện cái độ ngu. Combat thì cứ bay vào bắn mấy thằng tăng thôi, tôi chịu. Đây đó, tìm nó lên đồ lầy và đờ, không tăng, không đem nó là lộn xộn. On rồi FF, hey, cái thằng này có ý nghĩa gì đây? On rồi FF lại nghĩa là thắng xong rồi FF hả men? Nó nói cái quần này, mình không thể hiểu được cái ngôn ngữ của bọn xúc vật này, bọn nhiệt xúc hay dây cầm. On à, on, 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 chúng mày on cho bố mày ngay. On đi, win được, win không win được thôi bỏ game. Không không win được thì nghỉ game chứ không phải là bỏ game. Anh em có đừng trách móc. Nghe thằng Annie đi support mà nãy giờ thấy nó đi farm lẻ hoài nha. Anh em đến 1-2-3 thằng Annie nó sẽ chết nào, hoặc thằng Kame tóc biến lên từ Kame để farm quá, what the fuck. Bắn tóc biến luôn à, đẩy ra tóc biến luôn. Ủa nhưng mà mày bắt rồi. Ấy anh em thấy chưa? Con đi. Cạn lời rồi. Oh. Oh yeah, hay. Cái nãy tóc biến tại cái cam mai niên cam mai cấp biến ra đây đã phan quái. Lo nhìn tụi nó là chết theo luôn rồi. Ức chế vào đầu mấy thanh niên này luôn á. Cái bọn súc vật này. Ăn bay ro rồi. Không có tin được là tụi nó vẫn còn hứng đi chơi cái trận này được. Tại đấy lúc đầu game nó để cho thì chơi bằng niềm tin nè, mình thấy nó cho nó lúc đầu game rồi. Rồi xong. Vayne mày bớt ngu đi được không? Cho tìm tèo chơi với. Mẹ Vayne nó ngu vãi đái luôn. Rồi ông biết nào, trận này phải nói là nếu mà không thắng nữa đâu, không thua được hay không thắng được nữa thôi đầu hàng bẻ đi. Mày sao mày? Hồi máu ngay, một phe quăng thường hồi máu ngay. Ui, bắn không được anh em ơi, tên nó mạnh quá. Ôi xong thua rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi trận này. Thì nếu anh em thích thì hãy nhớ bấm like, share hộ mình nha anh em ơi, và đừng quên subscribe kênh mình, hãy đăng ký kênh mình để kênh mình đã đạt 100 cái sub sớm nhất để có thể nhận đúc bài từ YouTube. Và cảm ơn em đã có thể được hai clip quảng cáo. Tạm biệt và hẹn em vào video lần sau. Bye bye. Thua rồi, trận này gánh không nổi rồi. Win đi, tụi mày win đi. Nice sir. Tạm biệt em ạ. Bye bye.